kiss for you. Hello, xin chào anh em á, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Anh em biết cái này gì không? Cái này món rất là lạ luôn. Cái này gọi là ôm, ngoài Hà Tĩnh gọi là hoa, hoa trâu. Khi mà trâu nó đĩa thì nó gọi là cái mà khi mà nó đĩa xong thì nó chỉ có gọi là cái nhau á, ở trong miền Trung, miền Trung nó gọi là nhau á. Thì đây gọi là hoa, hoa trâu. Nghe nói là ăn rất là ngon luôn, mình thì chưa được ăn bao giờ. Thì đợt này về có con trâu nó đĩ thì khi mà nó đĩ xong nó sẽ ra cái nhêu hoặc là gọi là hoa trâu. Thì sẽ làm như nói là xào ăn rất là ngon. Nên mình cũng xem thế như nào. Ồ, bây giờ cắt ra miếng miếng rồi ra. Gia vị. Đó. Cắt thử xào lên. Thôi cứ cắt miếng nhỏ vào mình bỏ vô mình xào. Mình cũng chưa ăn cái này bao giờ luôn. Món này rất là lạ luôn á. Mình tí nữa khi mà sắc xong mà bỏ vô xào thì mình sẽ thử thôi. Chứ mình chưa ăn cũng chưa biết như thế nào. Món này hơi bị lạ luôn á. Này gọi là hoa. Ok. Thì hoa trâu thì sau khi mình làm thì mình cắt ra miếng và mình bỏ vô mình gia vị. Bây giờ mình xào. Thứ nhất là gia vị thứ bao gồm gừng nè, rồi gì? Hành. Gừng hành, ớt, rồi ớt tiêu. Và tiêu, ngò tiêu. Thôi cha, mắm muối đồ vô đầy đủ. Mắm muối. Cũng như chung là gia vị á. Cái này là mình chưa có ăn bao giờ. Cái này nhưng mà ở Hà Tĩnh này người ta nói là ăn cái này rất là ngon luôn. Mình chưa được ăn gần như là mình nó rất là giòn mà ăn vô nó mát. Mình chưa ăn bao giờ nên mình chưa biết cái nó như nào đấy. Cái bông đấy. Cái bông mà trong gọi là cái nhêu á trong con trâu á hoặc là con heo con bò gì á thường đĩa thì nó có cái nhau, sau khi đĩa xong nó có cái nhau á. Nhưng mà thường ở trong miền ví dụ như Bình Định ở vùng mình thì lại bỏ. Cái đây thường là người ta làm đồ nhậu á, ăn ngon lắm luôn á. Còn hôm nay mình lại về quê vợ mình đây lần đầu tiên nghe nó ăn hoa trâu luôn. Đúng rồi. Tại vì trâu đĩa. Ok, thì bây giờ nói sau khi xào lên nó chín á thì nó rất là thơm luôn. Nãy giờ mình cũng xào rồi, bây giờ nó sắp chín ra rồi nè. Rồi. Cái này nhậu y bài luôn à, Nghi nói là nhậu rất là ngon luôn. Nên ok. Rồi chia sẻ với anh em, đánh là hoa trâu. Hút lên dở lên. Đó. Nói anh em nhìn ngay như cái hoa, thấy cái hoa đó không? Đó đã mấy cái cục là cái đấy, cái hoa ăn đi. Nhưng mình chưa biết luôn á. Rất là thơm luôn nha. Đó xào nó sâu lên á, nó thơm lắm. Ok thì bây giờ mình sẽ em ăn thử. Thử nha. Ừ, thử miếng. Chỉ thử miếng trước còn sau đó mình sẽ nhậu sau. Mọi người đừng có thấy ghê, ăn đi rồi biết phê như thế nào. Đó, nghe chưa? Chưa biết mà. Mình thì chưa ăn bao giờ, mình nói thật với anh em là mình chưa ăn bao giờ. Có bị đói không? Từ từ á. Nghe không? Ngon. Rất ngon luôn. Đó. Đây là hoa trâu. Rất ngon, rất thơm. Mình nói thật là mình chưa biết món này luôn, mà chắc chắn nhiều, rất là nhiều người cũng sẽ chưa biết ăn cái món này. Hoa trâu hoặc là hoa bò thì gọi là nhiêu á. Ăn giống như lòng vậy đó. Nhưng mà rất ngon. Ok, thì mình sẽ dừng clip ở đây thôi. Hôm nay chia sẻ với anh em đơn giản thôi. Những cái món này gọi là lạ từ. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy cho mình một like và một share để ủng hộ kênh của mình. Bye bye. Bye.